quê hương ta tiếng gì độc lập tự do. Việt nghĩa xã hội vượt lên phía trước, những muôn niềm hoa dân chào bên nhau. Dừng nước theo lời Bác Hồ đi trước, xây cho tương lai nước mạnh dân giàu. Xã hội công bằng và văn minh, cùng chung tổ quốc mái nhà chung vẻ vang. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, chúng ta cùng chăm một mái nhà chung. Đoàn kết trong mặt trận tổ quốc, vai sát vai chung tay xây đẹp. Việt Nam vững bền.
Việt Nam vững bền. Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công. Tổ quốc Việt Nam xã Tân Việt và Ban chi ủy chi bộ thôn Hoan Ái. Hôm nay, Ban công tác mặt trận thôn Hoan Ái long trọng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày đại đoàn kết toàn dân. Về dự, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu xã ông Đào Quang Huy, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng các ông bà là Đảng ủy thôn Hoan Ái. Đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu thôn ông Hoàng Đức Việt, Bí thư chi bộ trưởng thôn, ông Trần Văn Đại, nguyên trưởng thôn, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ thôn Hoan Ái, cùng các ông bà trong ban chi ủy chi bộ, các ông bà là trưởng các ngành đoàn thể của thôn, đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt là sự có mặt của các đội văn nghệ trong thôn, sự cổ vũ của nhân dân trong và ngoài xã, đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Cho ban tổ chức xin cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Trần Đức Thảo, trưởng ban công tác mặt trận thôn lên phát biểu khai mạc buổi giao lưu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong dòng chảy phát triển của lịch sử có một lực lượng to lớn để làm nên sức mạnh và niềm tự hào của dân tộc,
đó chính là nhân dân. Có một tổ chức đoàn kết tập hợp được sức mạnh to lớn ấy chính là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ ngày được Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18 tháng 11 năm 1930, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người dân Việt Nam, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ, thực dân đế quốc, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào. Được sự nhất trí và chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Việt và cấp ủy chi bộ thôn Hoan Ái, ban công tác mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thôn và lãnh đạo thôn tổ chức đêm văn nghệ. Đây là một trong các chương trình nằm trong chuỗi những hoạt động của nhân dân thôn nhà hướng về ngày hội chúc mừng 88 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong một thời gian ngắn, với tinh thần hăng say luyện tập của các đội văn nghệ và các cô, các cháu trong trường mẫu giáo mầm non thôn nhà, hy vọng sẽ đem đến đêm văn nghệ một hương vị đậm đà, bản sắc, chân tình mộc mạc như người dân Hoan Ái thân thương. Món ăn tinh thần này tuy là cây nhà lá vườn nhưng nó là đặc sản. Rất mong các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân hãy thưởng thức, xôi say sưa đón nhận, xem như một sự cổ vũ động viên hết sức lớn lao đối với tập thể cá nhân và các đội văn nghệ cũng như là các cô, các cháu ở trường mầm non, thôn nhà. Trước khi ngừng lời để mở màn đêm văn nghệ sôi động này, cho phép tôi được kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân có một sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Trần Đức Hào. Thưa quý vị, tham dự buổi giao lưu hôm nay là sự góp mặt của 5 đội gồm câu lạc bộ văn nghệ của thôn, trường mầm non xã Tân Việt, đội văn nghệ xóm Trong, đội văn nghệ xóm Kênh, đội văn nghệ xóm Đình, xóm Chợ. Sau đây xin mời đại diện của 5 đội lên sân khấu để nhận hoa và quà của ban tổ chức. Lần nữa xin mời đại diện của 5 đội văn nghệ tham gia buổi giao lưu trong buổi tối ngày hôm nay lên sân khấu để nhận hoa và quà của ban tổ chức. Vâng, và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Đức Thảo, trưởng ban công tác mặt trận thôn sẽ lên tặng hoa và quà cho các đội văn nghệ. Chương trình hôm nay có rất nhiều tiết mục đặc sắc và chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị. Và bây giờ, quý vị đã sẵn sàng đối với chương trình hôm nay chưa? Vâng, ngay sau đây sẽ là tiết mục mở màn với bài múa, bài ca ơn Đảng. Đề nghị quý vị, chúng ta hãy dành cho câu lạc bộ văn nghệ của thôn một tràng pháo tay thật lớn với tiết mục múa này. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Tân Việt đổi mới hôm nay, Hoan Ái ta đó đẹp gì đẹp hơn. Bàn hát ca quê ta thay đổi từng ngày, ơn nhờ Đảng bác muôn đời không quên. Đời đời ta ơn Đảng nhớ, đã thường xuyên chăm sóc tuổi già cho
tàu lông mới chơi bằng bàn tập nhịp nhàng động tác xưa xưa bóng vào đường dây không đàn la là ánh sáng nghĩ nhớ các cụ ơi tháng năm đã từng ta vui mừng đàn ta dần lối đầu xuân mới chúc hòa tuổi cao biết bao.
chân khắp cung đình. Cùng đón xem.
sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Huy Thục sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không kể đến bài hát Tiếng đàn ta lư. Với tiết tấu nhanh, lời ca dung dị mộc mạc, chúng ta cùng trở lại với mảnh đất Do An, cùng những chiến công vang dội của một thời kháng chiến chống Mỹ. Về với Tiếng đàn ta lư giao mừng tin thắng trận, xin mời quý vị thưởng thức bài múa Tiếng đàn ta lư do đội văn nghệ xóm đình xóm chợ thể hiện. Gửi đến quý vị hai tiết mục múa. Quý vị đã được thưởng thức một tiết mục từ đầu chương trình. Và ngay sau đây sân khấu sẽ vô cùng sôi động với Cùng Nhảy Nào Các Bạn Ơi do các cháu trường mầm non Tân Việt biểu diễn. Xin mời quý vị cùng đón xem. Give me a track, give me a fat, gotta be a real soldier, make that a
quý vị. Và tiếp theo chương trình, đội văn nghệ xóm kênh sẽ thể hiện bài múa Đường về lối nhỏ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chặt cho làng mở mang đường ngõ.
Mẹ, mẹ đâu rồi? Thế này thì... Thì sao? Làm gì mà anh đùng đùng thế hả? Ai luồn ai cúi, ai xúi giục mẹ, to nhỏ vào ra, lân la kích động. Giờ mẹ tự động, hiến đất cho làng, tất đất tất vàng, người đâu mà sốt? Anh bảo ai ngu ai sốt, anh dám cái láo với tôi về hả? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ông ơi, ông về đây mà xem con trai ông cai láo với tôi đây này. Con không ngờ mẹ lại u mê, đất ven đường mẹ lại mang cho. Dài đâu dài thế mẹ ơi đừng nên hiến tặng. Mẹ ơi là con xin mẹ, xin mẹ ơi hơi mẹ ơi, xin mẹ ơi hơi mẹ ơi. Cho anh tặng là quyền của tôi, có ấy anh cũng mà quá lỗi thôi. Chẳng ai thích hát gì tôi, vì xây dựng lòng thôn mới. Tâm đây là tôi cho làng, anh đừng có cấm gì tôi, anh đừng có lấy lời nàng. Được, con sẽ làm cho ra nhé. Đây là đất của bố con, con phải có quyền, có quyền thừa kế. Mẹ, mẹ ơi, con chào mẹ. Vâng, chào cô. Con chào anh. Thì anh có việc gì thế? May quá, cô về đây rồi. Chuyện gì à? Tự dưng móc túi lấy tiền đem cho thiên hạ là điên hay không? Kìa, anh, sao anh lại nói với mẹ như thế? Chuyện mẹ hiến đất cho làm thứ gì? Em biết rồi, anh cứ để em giải quyết. Đấy, cô về làm gì thì làm. Tôi đi tìm ông Việt trưởng thôn làm cho ra nhé. Dám xúi giục người già, thiên ca bừa bãi. Này, con cầm anh đi nhá. Mẹ cứ để con đi. Con với cả cái. Anh bình tĩnh đã nào. Cô cứ để tôi đi. Mẹ, dạo này mẹ có khỏe không ạ? Cô hỏi lần nữa thì tôi mộng xương. Mà con xem thế nào chuyển về gần đi còn chồng con nữa chứ. Năm nay đã 28 tuổi rồi, ở quê mình là ế chồng đấy con ạ. Mà mẹ nghe nói ở trên đấy dạo này công việc vất vả lắm phải không con? Mẹ yên tâm, công việc của con biết tự sắp xếp. Mà con không lấy ai, con ở với mẹ cả đời. À mẹ ơi, đẹp quá. Bố cô, chị giỏi là cái tình mẹ không ai bằng gì. Mẹ, việc mẹ hiến cho làm mấy chục mét vuông đất, con biết. Anh con lúc đấy nói hơi lặng lời, nhưng mà đúng đấy mẹ. Tất đất tất vàng, hay mẹ đừng cho nữa. Thế hóa ra cô về đây không phải là để thăm tôi, mà chỉ vì mảnh đất đấy chứ gì. Kìa, mẹ, con nói thế cũng là vì thương mẹ. Chỗ đất ấy mẹ bán rẻ cũng có tiền trăm, lấy cái dưỡng già nữa chứ. Bố các con đã hy sinh nơi chiến trường, mẹ được nhà nước nuôi cả đời, lo gì mà lưng mới cả vốn. Thế thì mẹ cũng phải thương anh em chúng con nữa chứ ạ. À? Thương lắm chứ con. Khi bố con lên đường chiến đấu.
làm thật đấy à? Mấy chục mét vuông chứ có ít đâu. Việc này mẹ đã suy nghĩ từ lâu rồi. Ngõ xóm ngày xưa chật hẹp, lại lầy lội quanh năm. Nay nhà nước có chủ trương mở mang đường xá, mẹ hiến đất cho làng để bê tông hóa mở rộng đường làng. Sau này hàng hóa làm ra lưu thông đi lại dễ dàng. Mẹ, mẹ nói rõ hơn cho con nghe xem nào. Thế này con ạ, nhà mình gần mặt đường lại rộng rãi, từ lâu không biết phát huy. Nay mẹ hiến đất cho làng để mở rộng đường đi. Sau này anh em con cháu trong làng khi đi xa về gần, ô tô vào tận nhà đấy con ạ. Vâng, mẹ nói thế cũng phải. Thế mà con cứ nghĩ sai về mẹ. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Bực thật, không tìm thấy ông Việt trưởng thôn đâu. Còn cô đã thuyết phục được mẹ chưa? Thì anh cứ vào đây để nghe mẹ nói xem nào. Hai con ngồi xuống đây mẹ nói chuyện. Mẹ nghe trên đài báo TV, lơi lơi hiến đất cũng vì việc chung. Mẹ hiến cho làng vài ba tấc đất để mở rộng đường đi. Sau này con cải tạo trồng vườn, rau củ quả trồng ra, lưu thông thuận tiện. Còn anh lại có nghề sửa sang đồ điện, nay mở thêm cửa hàng, khách hàng đến đông vui, các cháu đi học không ngại đường này nội mưa gió. Kìa mẹ, nghe nói thế lòng con đã tỏ, sao mẹ không nói rõ từ đầu? Con xin lỗi mẹ. Thế anh cứ để cho tôi nói đâu mà xin với cả lỗi. Các con à, đã sinh ra ở trên đời phải biết sống vì mọi người xung quanh, hy sinh quyền lợi của mình, mọi người quý mến, ai khinh được mình. Thôi, chúng con ủng hộ việc mẹ làm, việc mẹ hiến đất cho làng là đúng. Các con nói thế mẹ cũng vui rồi, chắc bố con cũng mỉm cười lơi chín xuôi. Thế bây giờ thế nào hả mẹ? Còn thế nào nữa, thằng cu, mang con dao chặt ngay cây câu cây vải. Mẹ và gái mang mảnh vải ra nhà hàng cô Tuyết cất áo dài. Ôi, mẹ thật là tuyệt vời. Chúng con cảm ơn mẹ. Ta đi thôi mẹ.
phúc nào cầu. Có tin đàn tân em theo, hòa cùng anh tiên kẻ chiến thắng. Từ chi tiên thân đưa anh hùng kia chân. Một lái ba bốn năm sau bạn, chân linh thì mình đổ đi kia. Nhớ bỏ ra trên sức, bồi đôi giải phóng người. Mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa ca ngợi phụ nữ Việt Nam của đoàn văn nghệ Xóm Kênh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Yeah.
Nguyễn hôm nay về thăm mình, cô Nguyễn hôm nay đi qua hồ bán nhiệt nhất nơi đi trong lòng. Mang tên
Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Xin mời đội văn nghệ xóm đình xóm chợ lên sân khấu diễn xuất tiểu phẩm này và xin mời quý vị cùng chú ý đón xem. Làm vui sướng tư hào quỳ chỗ đêm tiếng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Và ngay sau tiết mục này thì xin giới thiệu đội văn nghệ Xóm Trong với bài ca Năm Tấn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
2018. Hôm nay, Ban công tác mặt trận khu dân cư thôn Hoan Ái long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2018 nhằm ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và tổng kết thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018 và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh. Về dự chung vui ngày hội hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Văn Toàn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đề nghị hội nghị nhiệt nhiệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lương Văn Thắng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Việt. Đề nghị đại hội nhiệt nhiệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đào Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng các ông bà là đảng ủy viên, đề nghị nhiệt nhiệt hoan nghênh. Về đại biểu ở thôn, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Đức Việt, Bí thư Chi bộ
Bí thư chi bộ, trưởng thôn, ông Trần Đức Thảo, trưởng ban công tác mặt trận thôn, đề nghị hiện nhật hoan nghênh. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban chi ủy chi bộ, ban lãnh đạo thôn, các ông bà là trưởng các ban ngành đoàn thể trong thôn, sư thầy Thích Đàm Lương cùng những người con khu dân cư đang công tác, lao động, học tập trong và ngoài tỉnh. Các ông bà là đại diện cho các hộ gia đình của khu dân cư Hoan Ái đã về dự. Đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình ngày hội như sau. 1. Đồng diễn thể dục dưỡng sinh và văn nghệ chào mừng. 2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu thông qua chương trình làm việc. 3. Tặng hoa chúc mừng. 4. Ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018. 5. Các đại biểu trao đổi, thảo luận. 6. Công bố quyết định trao giấy chứng nhận gia đình đặt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Giảo Hiền năm 2018 cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. 7. Lãnh đạo cấp trên phát biểu. 8. Đáp từ và kết thúc phần lễ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, về dự ngày hội hôm nay, các vị đại biểu khách quý có những bón hoa tươi thắm và quà chúc mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Toàn, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, nên có bó hoa lên tặng mừng ngày hội. Xin trọng kính mời ông. Tôi xin trọng kính mời ông Trần Đức Thảo thay mặt cho ban công tác mặt trận thôn lên nhận hoa. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, tôi xin thay mặt ban công tác mặt trận đến trình bày cái bản báo cáo tổng kết 5 năm của mặt trận từ năm 2014 đến năm 2018 và ôn lại cái lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu,
thưa toàn thể bà con, trong khi không khí tưng bừng phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư mừng 88 năm ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta vui mừng nhận thấy rằng cộng đồng dân cư Hoan Ái chúng ta có rất nhiều chuyển biến tiến bộ sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nay là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng được cải thiện, tăng cao. Trong niềm vui của ngày hội hôm nay, trước hết tôi thay mặt Ban Công tác Mặt trận xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu đã đến tham dự ngày hội truyền thống nhằm cổ vũ cho khu dân cư chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn toàn thể bà con cô bác đã nhiệt tình đến chung vui, cổ vũ, biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết ở khu dân cư chúng ta. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, trải qua 88 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện từ Hội Phản Đế Đồng Minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người dân Việt Nam, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân trong một mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức, tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn trong lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định của thắng lợi cách mạng Việt Nam. Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019 của đại hội lần thứ 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu nhiệm vụ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, bảo vệ an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia và tình hình mới, nhất là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do dân, vì dân, tham gia xây dựng đảng, nhà nước, tham gia xây dựng chính sách pháp luật. Mặt trận phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, công tác giám sát cán bộ, công chức đảng viên ở khu dân cư, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ nêu trên. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, làng Hoan Ái có lịch sử từ lâu đời, tên chung gọi là thôn Cổ Việt, một viên điển bao la rộng lớn của thân mẫu Đỗ Anh Vũ 1113 và 1158 cai quản thời Lý. Đến thời Trần gọi là Hương xã, từ xã là đại xã Cổ Việt. Đến thời Lê Mạc là tổng Cổ Việt. Sang thời Nguyễn do dân cư phát triển nông túc nên đã phân chia tổng Cổ Việt thành hai tổng Thượng và Hạ. Hoan Ái là một trong bảy thôn xã của tổng Thượng Cổ Việt, nơi biên viễn miền Đông Bắc của trấn Sơn Nam xưa. Trải qua bao biến cố thăng trầm của gần 9 thế kỷ, đến nay làng Hoan Ái, xã Tân Việt có 13 họ tộc sinh sống với trên 750 hộ gia đình và gần 3.000 dân nhân khẩu. Diện tích đất tự nhiên là 120 ha, diện tích canh tác là 80 ha. Thôn có 4 xóm và 1 cụm dân cư mới, có 2 di tích đình và chùa để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh. Có chi bộ đảng gồm 84 đảng viên, có ban công tác mặt trận gồm 19 thành viên, trong đó có 5 tổ chức thành viên là chi đoàn thanh niên,
chi hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân tập thể và chi hội người cao tuổi. Trong 5 năm 2014 đến 2018 hoạt động, Ban Công tác Mặt trận đã tổ chức và khẳng định được vị trí chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính phủ, pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương, động viên nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường các hoạt động tự quản, tham gia có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với sự xây dựng nông thôn mới. Nhìn lại chặng đường đã qua, cộng đồng khu dân cư chúng ta đã cố gắng, nỗ lực, đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực của 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được sự nhất trí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Việt. Hôm nay, Ban tổ chức, Ban công tác Mặt trận thôn Hoan Ái tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua và đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót tồn tại để có phương hướng hoạt động hiệu quả trong thời gian tới. Một là kết quả hoạt động, một nhỏ là tập hợp xây dựng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân ngày nay tiếp tục được phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, trong nhiều năm qua, Ban công tác Mặt trận luôn chú trọng tới việc tuyên truyền rộng rãi đến người dân để tăng cường vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc xây dựng gia đình văn hóa được xác định là nền tảng cho mọi phong trào. Vì vậy, nhiều năm nay, khu dân cư chúng ta luôn giữ vững danh hiệu là làng văn hóa. Hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa là 95%. Trong 5 năm, khu dân cư chúng ta đã bình chọn và được Ủy ban Thường trực Mặt trận các cấp công nhận 292 hộ gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền. Trong đó, có 30 hộ gia đình đạt danh hiệu cấp tỉnh, 89 hộ gia đình đạt danh hiệu cấp huyện, 173 hộ gia đình đạt danh hiệu cấp xã. Năm 2014, khu dân cư chúng ta đã thành lập được một câu lạc bộ văn hóa thể thao, thu hút được đông đảo các người dân tham gia vào các môn nhóm như thể dục dưỡng sinh, đi bộ, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi, đội ca múa nhạc. Năm 2018, có 3 cụm dân cư được thành lập vào tổ và thành lập được tổ tự quản và ra mắt đội văn nghệ quần chúng. Các họ tộc trong thôn đều tích cực xây dựng phong trào lập quỹ khuyến học khuyến tài nhằm động viên khích lệ con cháu trong họ tộc thi đua học tập công tác. Đặc biệt họ Trần, Hoàng, Đào, Nguyễn thường xuyên duy trì quỹ hoạt động từ 18 năm nay và đạt số quỹ lên tới hàng trăm triệu đồng trên họ. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, trong niềm vui của ngày hội hôm nay, Ban công tác Mặt trận xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, các cấp đã quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn và theo sát mọi hoạt động của công tác mặt trận ở khu dân cư. Xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được ở khu dân cư chúng ta. Chân thành cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và toàn thể bà con, cô bác trong cộng đồng dân cư trong năm qua đã đồng tâm, hiệp lực, đem sức lực và trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Để minh chứng, làm rõ hơn kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2018, xin kính mời nhân dân, các tổ chức, ban ngành, đoàn thể trong khu dân cư tham gia ý kiến đóng góp cho bản báo cáo trên. Vâng, vậy tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Đức Việt, bí thư chi bộ, trưởng thôn lên tham gia phát biểu ý kiến. Trân trọng kính mời ông. Các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, con em của Hoan Ái đang sinh sống tại quê, công tác, làm việc và học tập ở các địa phương khác, và hôm nay có mặt đây để dự lễ kỷ niệm
88 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc và đánh giá các cái hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn nhà trong những năm vừa qua. Thay mặt cấp ủy lãnh đạo thôn, tôi xin có một số ý kiến. Này, đầu tiên là cho phép tôi được xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, toàn thể nhân dân một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, cuộc sống hạnh phúc, thành công mọi mặt. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, qua cái bản báo cáo đánh giá hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn nhà và ông trưởng Ban công tác Mặt trận đã trình bày trước hội nghị, thì tôi cũng xin nhấn mạnh một số cái điểm thực tế của địa phương nhà, của thôn nhà trong thời gian vừa qua. Thì báo cáo toàn thể các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân, thì trong những năm vừa qua thì Ban công tác Mặt trận cùng với các tổ chức đoàn thể cũng đã phát động một cái phong trào rộng rãi, rộng khắp trong nhân dân. Cái thứ nhất là chung tay góp sức là xây dựng nông thôn mới, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong quá trình thực hiện thì đã đạt được những cái thành tựu nhất định. Báo cáo với toàn thể các vị khách quý và toàn thể nhân dân, trong năm vừa qua thì thực hiện cái chủ trương nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tinh giản biên chế, cho nên là giữa tinh giản biên chế, cho nên có cái kiêm nhiệm, cho nên là trong năm vừa qua thì có tổ chức là bầu ban lãnh đạo thôn trong toàn xã. Thế thì nó thể hiện cái trách nhiệm của nhân dân trong cái cuộc bầu cử, nên là hơn 90% số hộ đã đi bầu cử ban lãnh đạo thôn nhiệm kỳ là 2018 và 2021. Thì cũng kết quả thì cũng để thông qua để các vị đại biểu khách quý và cùng thể nhân dân là cũng nắm được. Thế mình báo cáo với toàn thể các vị đại biểu khách quý, toàn thể nhân dân. Thế thì trong cái thời gian tới thì thôn nhà có cái tổ chức là chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, thì làm một số các cái tuyến đường, cụ thể là ba cái tuyến đường, thì cũng báo cáo với toàn thể nhân dân biết là được cái sự quan tâm của đồng chí Vũ Văn Toàn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghỉ hưu, nhưng mà rất là quan tâm đến quê hương, thì đồng chí có xin cho quê hương bằng cái nguồn vốn của nhà nước với số vốn là 1 tỷ 400 triệu đồng để xây dựng hai cái tuyến đường, là cái tuyến đường từ cổng chùa vào giếng sông trong, và tuyến thứ hai là từ miếu sông trong mà ra đến chỗ bãi giang. Ngoài ra thì cấp ủy Đảng, chi bộ cùng với các ban ngành đoàn thể thì cũng tổ chức phát động rộng rãi trong nhân dân, rồi con em xa quê không phân biệt là công dân của Hoan Ái, thì chung tay góp sức để hoàn thiện nốt cái tuyến đường WKF từ chỗ cổng làng về đến xuyên suốt trong cái tuyến đường. Thế thì cũng báo cáo với toàn thể đại biểu khách quý, toàn thể dân, thì vừa rồi xem cái tiểu phẩm mà câu lạc bộ của xóm trong trình diễn, thì phải nói một cái tiểu phẩm cho đến thời điểm hôm nay là rất có tác dụng làm cái công tác tuyên truyền đối với nhân dân. Thế thì báo cáo với toàn thể nhân dân là cái tuyến đường mà hai cái tuyến đường mà chỗ đồng chí Vũ Văn Toàn xin về cho quê thì chỉ được cái kinh phí là làm mặt bằng, mặt bê tông, chứ không được kinh phí hỗ trợ để giải phóng mặt bằng. Thế thì đặt vấn đề ở đây thì báo cáo toàn thể nhân dân là vừa rồi ấy, thì tuần vừa rồi chúng tôi đã tiến hành mời dân của hai xóm, xóm Kênh và xóm Trong họp để vận động nhân dân là hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Thế thì phải nói là một cái kết quả mà cũng ngoài cái mong muốn xa, nhưng tấm lòng lúc nào cũng hướng về quê hương, hướng về cội nguồn. Thế mà khi địa phương mà có đặt vấn đề thì phải nói là rất là nhiệt tình ủng hộ. Thế thì trong cái đợt vừa rồi thì chỗ tôi
chỗ đồng chí Nguyễn Hồng Quân là phó bí thư chi bộ và chỗ đồng chí Trần Ngọc Kẻng là cán bộ nghỉ hưu và là đảng viên thì có đi vận động, thì tổng số là nhân dân ủng hộ là được hơn 100 triệu. Ông báo cáo với toàn thể nhân dân nắm được. Thế thì đặc biệt là có chỗ gia đình chỗ anh Oánh và con trai của ông Bánh và con rể của bà Lục ấy, là ủng hộ 50 triệu. Rồi còn có gia đình học hàng chục triệu. Gia đình ông Đậu, đây rồi gia đình bà Lục Tiên, rồi gia đình chỗ anh Trung Mến, rồi gia đình chỗ anh Khanh mà con ông Xanh, thế còn và nhiều gia đình khác. Thế thì cũng báo cáo với toàn thể các vị khách quý và nhân dân nắm được về cái tinh thần, tức là yêu quê hương đất nước của công dân Hoan Ái ta, để tập trung mọi cái nguồn lực làm sao mà xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Và có một cái trách nhiệm là rất là cao. Thế thì vừa rồi chúng tôi đi thì báo cáo với toàn thể nhân dân là chúng tôi cũng không, vì thời gian nó có hạn, cũng không thể đi khắp đi được ở một số các cái nơi mà xung quanh đấy, chúng tôi chỉ có đặt điểm thôi, và được là công dân của ta là hỗ trợ và rất là nhiệt tình giúp đỡ thì đạt được cái kết quả nó tốt như vậy. Thế thì qua hội nghị kỷ niệm ngày hôm nay, thay mặt cấp ủy lãnh đạo thôn, tôi cũng kêu gọi là tất cả các vị khách quý, nhân dân xa gần của Hoan Ái tiếp tục cái công cuộc là đóng góp rồi ủng hộ, để làm sao từ nay đến cuối năm là hoàn thiện được ba cái tuyến đường huyết mạch của trong thôn, nhất là tuyến đường huyết mạch trong thôn, và cái bộ mặt của nông thôn Hoan Ái phải nói là nếu xây dựng xong ba tuyến đường thì nó cũng rất là đẹp về cảnh quan và nó tiện lợi trong vấn đề đi lại. Thế thì cũng nhân dịp cái buổi kỷ niệm ngày đại kết toàn dân thì thay mặt cấp ủy lãnh đạo thôn thì tôi có một số ý kiến như vậy. Cuối cùng là xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, chúc toàn thể bà con nhân dân Hoan Ái xa gần sức khỏe, đoàn kết và thành công. Tiếp theo chương trình, tôi xin được thông qua quyết định công nhận gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền cấp xã năm 2018. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Việt. Tân Việt ngày 25 tháng 10 năm 2018 quyết định về việc công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền cấp xã năm 2018. Căn cứ điều 31, chương 6, điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, xét đề nghị của Ban Mặt trận các thôn về việc công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền cấp xã năm 2018. Căn cứ hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã mở rộng xét duyệt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền cấp xã ngày 22 tháng 10 năm 2018. Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Việt quyết định điều 1, cấp giấy chứng nhận cho 43 gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền cấp xã năm 2018 có danh sách kèm theo. Điều 2, Ban công tác mặt trận thôn và các gia đình có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành thay mặt Ban Thường trực Chủ tịch Lương Văn Thắng. Tôi xin thông qua danh sách ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền cấp xã năm 2018 như sau. 1. Gia đình ông Phan Văn Toán. 2. Gia đình ông Đào Văn Mạch. 3. Gia đình ông Đào Văn Dụ. 4. Gia đình ông Đào Quang Thành. 5. Gia đình ông Đào Xuân Cường. 6. Gia đình ông Nguyễn Thanh Bền. 7. Gia đình ông Trần Văn Thanh. 8. Gia đình ông Hoàng Văn Đại. 9. Gia đình ông Hoàng Văn Ngôi. 10. Gia đình bà Nguyễn Thị Thúy. 11. Gia đình ông Nguyễn Văn Bộ. Xin trọng kính mời đại diện các ông bà có tên trên lên nhận giấy chứng nhận. Và tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tân Việt lên trao giấy chứng nhận cấp xã cho các gia đình. Xin trân trọng kính mời các ông bà đại diện cho các hộ gia đình, theo 43 hộ gia đình vừa có tên lên trên sân khấu nhận giấy chứng nhận của ban tổ chức. Thank you.
quyết định về việc công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu là thiền cấp tỉnh năm 2018. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Ban thường trực số 306, quyết định Mặt trận Tổ quốc BTT Hưng Yên ngày 24 tháng 10 năm 2018, quyết định về việc công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền cấp tỉnh năm 2018. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên căn cứ quyết định điều 31 chương 6 điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xét đề nghị của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố về việc công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền cấp tỉnh năm 2018. Xét đề nghị của Ban dân tộc tôn giáo quyết định điều 1 cấp giấy chứng nhận cho 6 hộ gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền cấp tỉnh năm 2018 có danh sách kèm theo. Điều 2, Ban dân tộc tôn giáo, Văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố và các hộ gia đình có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành thay mặt Ban thường trực Chủ tịch Phạm Thị Tuyến. Tôi xin thông qua danh sách 6 gia đình. 1. Gia đình ông Hoàng Văn Lực. 2. Gia đình ông Vũ Văn Toàn. 3. Gia đình ông Trần Văn Lỉ. 4. Gia đình ông Nguyễn Văn Đức. 5. Gia đình ông Trần Ngọc Khang. 6. Gia đình ông Nguyễn Văn Đăng. Tôi xin trân trọng kính mời đại diện các ông bà cho 6 hộ gia đình trên lên nhận giấy chứng nhận. Về dự và chỉ đạo chung vui ngày cùng ngày hội. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí lên phát biểu, động viên và giao nhiệm vụ cho khu dân cư. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, khu dân cư thôn An Ái, thay mặt cho Ban chấp hành Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể trong xã, tôi gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Hôm nay, thôn nhà tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Ngày nay là Mặt trận Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong không khí đoàn kết của ngày hội, vui mừng đón chào các vị đại biểu và nhân dân về dự đông đủ. Đây là nguồn động viên to lớn cho khu dân cư của chúng ta. Trong ngày hội này, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, vững mạnh. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đại đoàn kết là chủ trương chính sách lớn của Đảng và Bác Hồ nhằm phát huy sức mạnh cao nhất của toàn dân tộc. Trải qua 88 năm mạnh của nhân dân thực hiện dân chủ để phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, mục tiêu hướng đến là giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu chính đáng, cơ sở hạ tầng xanh sạch đẹp, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước. Cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no hạnh phúc, thôn xóm bình yên, xã hội an toàn. Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng, công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác của cách mạng. Cùng nhau tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động với tên gọi
mới của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời bằng nhiều việc làm thực hiện hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong niềm vui mừng của ngày hội hôm nay, thay mặt cho Ban chấp hành Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể trong xã xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của chi ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận của khu dân cư chúng ta. Chân thành cảm ơn toàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ, đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, gia đình thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. 8 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Hoan Ái diễn ra trong bầu không khí vui tươi, đầm ấm, đoàn kết, được đón nhận các ông bà cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về dự và chỉ đạo. Khu chung cư chúng ta vừa được nghe ông Đào Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thay mặt Thường vụ Đảng ủy và phát biểu có lời động viên với khu chung cư chúng ta, tiếp thu ý kiến. Khu chung cư chúng ta nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng quê hương Tân Việt ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ban công tác mặt trận xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đã quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn và theo sát mọi hoạt động của cộng đồng dân cư. Xin chân thành cảm ơn các cá nhân và tổ chức và nhân dân trong khu chung dân cư năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư chúng ta đạt kết quả tốt đẹp. Buổi lễ 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tại khu dân cư Hoan Ái sau đây được khép lại. Hẹn ngày này năm sau chúng ta lại gặp mặt nhau trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với một khí thế mới và những thi đua mới. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe cùng toàn thể các quý vị và toàn thể nhân dân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đại biểu, các cô cùng toàn thể bà con tham dự buổi lễ dùng bữa cơm đại đoàn kết ở khu dân cư chúng ta. Xin mời các cụ và các quý vị đại biểu toàn thể nhân dân nghỉ 10 phút, sau đó là chúng ta vào dùng bữa cơm thân mật ở khu dân cư.